đi hết rồi, còn hết rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao mọi người nói giọng hát của mình hữu ích lắm mà. Ông Dũng ơi, Hồng Dũng, Hồng Dũng ơi, Hồng Dũng nè. Ê, giọng nghe quen dữ vậy trời. Trời, lâu quá, lâu quá. Trời, lâu quá, trời mấy các bạn. Ngồi chơi. Trời ơi, khỏe không? Khỏe lắm luôn, ừ. Còn ông khỏe không? Khỏe sao không khỏe? Khỏe như trâu vậy. Còn khỏe là tôi mừng lắm luôn, tôi nói thiệt. À, tôi dặn biết bao nhiêu lần rồi. Sao? Đi ngoài nắng là phải che chắn cho đàng hoàng, để mà cứ hớ hên vậy da dẻ nó sạm rồi, thấy không? Ủa sạm luôn rồi hả? Sạm luôn rồi đó. Ủa cha, động kỹ lưỡng đó. Bữa giới thiệu cho cái thẩm mỹ viện xong tới. Ai biết đâu, không có thời gian biết không? Đâu có như ông đâu, ở nhà hoài sướng quá trời, da dẻ cực kìa. Đó, trắng hồng dễ sợ. Ủa xài gì được vậy vậy? Thì xài xà bông cục đó. Hay hà, xài bông cục nó hư da làm sao? Thơm hiểu không? Ơ khùng quá à, thơm gì không biết rồi. Trời ơi, ông ơi nhớ quá à. Nhớ à. Ê nói nghe nè, tôi mà không quen biết ông á, không biết ông có vợ, tôi nghĩ ông BD rồi đó. Bậy. Chị nói vậy là chị bậy, sao mà BD được? Cái này là anh em thân thiết với nhau. Trời ơi trời, thân thiết gì? Hai người đàn ông gặp nhau mà toàn nói chuyện về chăm sóc da với thẩm mỹ viện không mà trời. Lo lắng cho nhau có đúng không bạn? Chia sẻ bí quyết cho nhau. Ê nói nghe nè, hay là hai người bớt thân giùm tôi được không? Không được, làm sao bớt thân nghĩ được? Chị sao vậy? Mới tuần trước gặp nhau mà tuần này gặp hôm tay bắt mặt bừng như là 8 năm mới gặp lại vậy đó. Chị là chị không có biết cái tình bạn với nhau á, nó phải keo sơn gắn chặt với nhau. Là phải gần hằng ngày gặp nhau đúng không? Đúng. Hằng ngày gặp nhau mà sao một ngày đã chịu giống như là chịu nó bức rứt lắm rồi. Nhiều khi mấy tiếng mà không gặp là hả, nó giống như nó khó chịu. Nó tan vỡ luôn, cho nên là phải gặp hằng ngày có đúng không? Đúng. Thế như vậy hôm nay tôi mới đến đây, gặp bạn. Sẵn hôm nay đâu phải dễ gì mà qua được đây. Chứ sao nữa? Qua đây đi, chút ở lại nhà tôi ăn cơm. Hả? Không có gì đâu, ăn cơm không nha. Ở lại đây ngủ một đêm được không? Trời ơi, tại sao bà lại nói cái điều mà tôi đang mong chờ vậy hả? Trời đất ơi, sẵn tiện lâu ngày mới gặp nhau. Ở lại đây ăn cơm. Khoan trời, mình phải lịch sự, mình sao? Phải tôn trọng vợ. Vợ, ông ấy tối nay cho bạn của anh ở lại đây một đêm. Im lặng là đồng ý rồi đó. Đồng ý đó. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Ê, chị tối nay chơi lớn luôn nha. Chơi lớn, xả lắm. Xả hết luôn nha. Xả hết luôn. Vợ tôi cho phép mà. Ừ, vậy quá được rồi. Đi ngoài đường thôi đúng không? Đúng không? Lên tắm chứ. Hey, đưa xem với này mình được không? Lên, ok. Được. Khoan, nói nghe. Cái gì? Thà nước cho tắm luôn. Anh nước tắm luôn. Ok, được. Ê, dễ thương quá à. Trời ơi, sao hôm nay chồng tôi lì dữ vậy? Không coi tôi ra gì chứ. Ê, đánh gì kia vậy? Ê, ôi trời, ra không được, má ơi. Ăn to đó rưng mặn chân này nè. Má xước mình đầu gối vô dư. Dở vậy. Trời còn gục mặt buồn bã. Thôi đi má ơi. Nói kì. À đúng rồi, giờ chiên cho anh Quyến kia kìa. Chiên nhau. Chiên nạt, dở lại dở nữa. Nghỉ đá đi. Vậy chân trâu đi bà nội. Ồn ào quá. Hả? Làm cái gì vậy? Đâu coi tivi, leo lên kia kìa. Bác ơi, bác đến né quần bên thì con coi không, được không, bác. Không, nhà tao thì tao cũng đứng ở đầu tao đứng, nghe không? Thì sao được? Đi lên trên kia. Không, đứng nằm ở đây tao coi. Ê, được chứ. Cho người ta coi phim. Tao ơi, coi phim chừng nào lên mạng coi. Còn đây là cái mùa đá banh với mùa trái cây vậy, lâu lâu có người làm, hiểu không? Mày đi không? Tao chặt tay. Tao chặt tay. Hùng Dũng ơi, Hùng Dũng ơi. Nhanh tao. Sao được? Hùng Dũng làm cái gì? Tôi mua cho cháu tôi mà cháu tôi không ăn tôi cúng dông. Trời ơi, tự nhiên dông sống dông như thế là về nhà tôi. Tự nhiên tao ăn cái nó tao cúng dông nè. Trời con với con gái cũng kỳ cục quá. Có cái bánh nú rồi mà con làm gì ích kỷ với chú như vậy. Con yên tâm, con yên tâm. Mày một chú lên, chú cho con một chuột bánh ú. Bánh ú mà nhân thiệt, con này nó không có thiệt. Tao dở ẹt à, con coi nè, ăn dở ăn bắt ai không ăn được bao nhiêu. Bây giờ này bà cháu ní qua đi chứ chạy. Cái gì vậy? Cái gì sao không níu cho tôi coi? Trời ơi, Hùng Dũng ơi! Con đi miết mẹ con nè. Bây giờ đi lên. Không phải đi lên. Ôi, loạn hết rồi, trời ơi. Tư ơi, Tư đó đây nè. Đinh tai điếc ốc quá. Bộ Tư lãng tai hay sao? Mở lớn quá vậy, làm ồn ào nguyên khu phố luôn vậy, trời ơi. Trời ơi, lãng tai hồi nào? Nè, mở cái tivi làm gì mà mở lớn quá vậy? Em là người sống biết điều. À. Em là người mà có văn hóa. Không phải vô nhà người ta, đừng có làm cái gì làm. Mở tivi ồn ào cho người họ thiên hạ vô người ta mắng. Dạ
vậy chứ nó nhìn nó thằng này là nó ở đây thằng nào nó đâu vậy nó đặt đây đây đó. Ê ê ê nó đó sao vậy, sao vô nhà người ta mà mất lịch sự quá vậy, mở tivi lớn quá vậy, rồi ăn uống xả rác vậy nè, không có vệ sinh gì hết trơn vậy. Chú là ai, chú là ai, chú có quyền nói ở đây. Con là bạn của chủ nhà nha. Nè, đừng khi dễ bạn chủ nhà nha. Bạn chủ nhà cho qua đây là bạn nói là ở đây xem như nhà mình đi. Muốn xài gì xài, muốn mở lớn, mở nhỏ. Chú là ai? Bây giờ chú có liên quan trong chuyện này không? Chú không liên quan, chú đi về đi. Chú và cô nắm tay nhau đi về đi. Ca này khó à. Ai? Ai? Ai ạ? Dũng ơi, Dũng coi bụng mới vô nấu cơm tao ăn coi mày. Tao vô liền. Lẹ lẹ đi. Để tao nấu cho. Trời ơi, riết không biết tôi vợ ổng hay thằng kia vợ ổng nữa. Anh vừa lòng anh chưa? Anh thích lắm không? Anh hớn hở lắm không? Gia đình em đau khổ, anh sung sướng lắm đúng không? Anh đứng đây đúng không? Anh chịu đựng để nhìn thấy người yêu của mình. Nín đi. Được rồi. Sao? Để đó anh sẽ ra tay. Em biết mà. Xuống đi. Trời ơi, nhà gì nó nóng mới là nóng, nó nóng sao mà cha cha vậy? Ôi nè con, mất ôn mất dịch gì sao hôm nay mày không coi tivi? Trời ơi, cúp điện con coi tivi được đâu. Không có điện gì hết trơn á. Mà dạ dày còn đói bụng nữa, mấy bác xuống mới nấu gì cho con ăn đi. Không có chuyện đó đâu, tôi ăn muốn riêu no bụng rồi. Muốn ăn, xuống với nó nấu đi. Nhưng mà không có điện làm sao nấu đồ ăn được. Đúng rồi, điện cúp rồi. Không ai bắt kêu người sửa điện á. Ông nó đâu, nó bận lắm, 3-4 ngày nữa nó mới sửa thì nhà nó có đám. Ủa gì không có liên quan gì hết trơn vậy? Đây đây đây, tao đi đây. Ráng lo đi. Tôi nóng mai con bỏ đi con mình vậy trời. Nóng quá. Ủa sao đèn sáng trưng vậy? Sao tự nhiên điện có sống dữ vậy ta? Bà kêu cúp cầu dao không hà? Tôi đã nói là đập nát cái cầu dao đi. Rồi đợi nó đi về quê xong rồi mình kêu thợ tới sửa là ngon lành rồi. Cái gì đâu mà tốn tiền không vậy? Nè. Ê. Ủa bác. Trời ơi. Cái gì bác gì vậy? Ủa sao điện nó cúp mấy ngày mà thì không có liền vậy? Dạ lúc đầu con tưởng là điện nó bị hư cái con lợn sửa, ai ngờ ai sụp cái cầu dao đó bật lên sáng lại bình thường hả? Nói mà đập nát chứ còn sụp xuống kéo lên thôi, sụp xuống kéo lên đập nát mới được. Có ai nhà không? Nó nhận hàng giùm đi. Gì vậy, nó nhận hàng gì vậy? Ai biết? Ủa nhà bà mà sao nó nhận hàng là sao? Ai gửi gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy, đồ gì vậy? Dạ đồ ăn á bác. Ai đặt? Con đặt. Bác thanh toán tiền giùm con nghe bác, thanh toán tiền. Ê, mày ăn xong mày biểu tao đi thanh toán tiền là sao? Bao nhiêu vậy? Không có nhiều, 800. Trời ơi, bác trả giùm con đi, con đâu có tiền đâu trả. Con đâu nói với vợ con rồi, là một khi con tự lập, con tự sống như vậy là con không cần một cắc của nó. Không cần của nó, bác trả giùm con đi. Trời đất ơi trời, nó không cần của vợ nó mà nó hốt của mình là sao? Thôi ra trả đi, tội nghiệp tao đứng mày mưa kìa. Đi ra trả đi. Ai trả? Nhân cái gì? Ai trả? Em nói anh đi ra trả 800 ngàn cho người ta đi. Ủa anh đâu có ăn uống gì trong đó đâu mà kêu anh là anh trả? Vì anh không trả đúng không? Bây giờ anh để lòng nào để em trả đúng không? Ủa bánh nó trả chứ. Vậy thì anh nó không trả thì đừng bao giờ anh tới đây nữa. Anh đâu có gì em đâu. Đi ra trả 800 ngàn cho người ta cho kìa. Trời đất ơi cái gì kỳ vậy trời? Quân nào ăn là tự nhiên quân này trả là sao vậy trời? Trời ơi. Từ chiều tới tối á thì cái ông Tấn Tài ông coi đá banh nghe muốn đinh tai nhức óc, còn từ sáng sớm á thì con gái nó luyện thanh, trời ơi muốn lủng ngay cái lỗ tai luôn vậy đó trời, bực bội quá. Từ cái gì anh đuổi ông Tấn Tài đi cho em đi. Trời, có phải là anh không muốn đuổi nó đâu, anh cũng nói gần nói xa nó mấp mé chứ bộ, mà làm như nó không có chịu hiểu, nó cứ ở lì trong nhà. Ông nó như thiểu năng như cái gì không hiểu. Trời ơi trời ơi trời trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời, ngồi đó banh thiếu ngủ quá trời, mà sao ai hát mà ồn ào mà nó như là cái cây đinh nó xoáy vô trong não vậy. Cái cây đinh đó là con gái của tôi đó. Đúng rồi, Misa. Misa nó hát. Misa nhà tôi á. Ủa sao bình thường nó đâu có hát rồi, sao tự nhiên hôm nay nó hát vậy? Có là tại không biết, mấy hôm trước là nó đau khổ, nó hát không có nổi. Hôm nay nó khỏe rồi, bây giờ nó bắt đầu luyện thanh.
Chị mà mỗi lần nó luyện thanh là banh cái nhà. Cái gì trời ơi, nó luyện như hoài luôn đó hả? Ừ đúng rồi. Nó luyện như vậy mấy người chịu nổi hả? Ừ nổi chứ, trời ơi con gái tụi hát hay khủng khiếp vậy mà. Ôi không phải luyện thanh thường đâu nha, một ngày 24 tiếng là nó luyện hết 23 tiếng 59 phút rồi. Nhiều khi 2 giờ sáng 2 giờ chồng đang ngủ mà nó nhớ luyện thanh là nó phải dựng 2 giờ chồng dậy kêu nghe nó hát đó. Giống như là nó ăn sâu ở trong máu rồi đó, không một giây phút nào nó ngưng nghỉ. Không sao đâu, không sao đâu, nói nghe nè. Ở trong đây riết vài ngày là quen bắt đầu ghiền. Ghiền nó thấy nhức đầu quá, kêu nó im đi được không? Đúng rồi, kêu đi, dặn dò nó liền đi. Mi Sa nghe mẹ nói nè, chú Tấn Tài đây á là rất là mê cái giọng hát của con. Bảy thì hả? Tấn Tài nào mà mê cái giọng hát của nó? Phải nói là ghiền, ghiền giọng hát của con. Con hát cho chú nghe đi. Con kiếm một cái bài nào mà nó bùng cháy lên cho mẹ. Thôi động lên. Lấy bài đó đi. Thầy hát đi, hát bài đó này ha. Thầy bác, sao hôm nay tôi thấy những bó mình rồi nhờ lo lo. Đừng nói sao sao nữa, anh mới như một tiền ngoài hồi. Ồ 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 mà nó càng nhức não hơn nữa. Một cái giọng hát như vậy mà mấy người có thể nghe được hả? Làm sao được? Tôi là tôi không nghe được. Tôi sẽ không ở đây đâu. Nếu mà tôi ở đây tôi nghe cái giọng hát này tôi sẽ điên mất. Chính vì vậy tôi không ở đây. Tôi đi, không được hát nữa. Đi, không được hát nữa. Nghe chưa? Không ở đây nữa. Không, ở đây sao? Không, không, không ở đây, không ở đây, không ở đây. Sẽ không ở trời. Tôi đi, tôi đi. Bản thân ở gia đình quen nên. Thôi Misa ơi, lần đầu tiên mẹ thấy giọng hát của con có ích cho cuộc đời sống của gia đình mình. Con là số 1, giỏi quá. Con thần tượng nha. Yeah. Má ơi, Misa nó giỏi lắm á. Không cần các người nói. Dạ. Bây giờ thật sự phục tài năng. Một cái tài năng xuất chúng, cả thế giới đều sẽ ngưỡng mộ chưa? Phục quá trời phục luôn. Cháu tôi đó. Đi hết rồi con, hết rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao mọi người nói giọng hát của mình hữu ích lắm mà? Sao bỏ đi hết trơn à? Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vừa la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi